Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Và ngày hôm nay thì sẽ làm một cái nhất định update anh em nhé. Sẽ làm một cái video làm đầu tiên về cái meta mới sau khi update. Đấy, tôi đã phải dành ra 2 ngày để tìm ra xem là cái đội hình nào là cái đội hình mạnh nhất. Đấy, và hôm nay cái video đầu tiên ở trong meta mới nó sẽ là làm về cái đội hình mạnh nhất ở trong meta anh em nhé. Đúng như cái tiêu đề của cái video này luôn. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy, và có thể nói nó là mất lão. Thực sự là nếu mà chọn mà chơi ấy, thì chắc chắn là tới 90%, thậm chí là còn cao hơn, là anh em được vào top nha anh em nhá. Rất đơn giản và dễ chơi luôn. Và đội hình này thì thực sự là nó không có gì xa lạ đối với các anh em. Rất là quen thuộc luôn. Thậm chí là với các anh em mà mới chơi thì đây nó là cái đội hình mà anh em sẽ chọn chơi đầu tiên. Đấy, rất dễ chơi nha anh em nhá. Và cái đội hình đó là cái đội hình gì? Đấy, thì không phải úp mở lâu nữa thì cũng xin chia sẻ với anh em luôn. Đó chính là đội hình 9 Warrior anh em ạ. À, thật là dã man. Đấy, và khi mà cái 9 Warrior ấy mà anh em thấy là chơi được rồi ấy, thì nó đồng nghĩa với cái việc là gì? Là cái bộ Witcher. Đấy. Và cái bộ Warlock nó đã xuống hố rồi anh em nhá. Đã đóng hòm chắc chắn rồi. Hai cái bộ counter trực tiếp vào bộ Warrior. Đã không còn ai chơi nữa vì nó quá yếu. Warlock thì chắc chắn là phế toàn tập rồi. Còn Witcher thì nó mặc dù là nó mạnh ở giai đoạn late game nhưng mà cái đoạn giữa ấy, cái đoạn giữa thì nó là vấn đề đấy anh em ạ. Cái đoạn giữa game để mà giữ được máu bây giờ thì Witcher nó không còn như ngày trước nữa. Nó giảm hết cái đam của con Fallen cũng như là những cái con Demon đi. Lúc đầu chúng ta chỉ bắt đầu với cả 10% đam thôi. Cộng 10% đam cho một con Demon. Đấy, chơi cái đội hình này rất dễ nha anh em nhá. Chúng ta chỉ cần là ra những cái con Warrior và chúng ta mua những cái con Warrior thôi mà. À, có gì đâu, nó đơn giản lắm. Và cái video clip này thì có thể là nó sẽ hơi thừa với một vài anh em mà đã lắm được cái meta này rồi. Đấy, nhưng mà tôi cũng xin được giới thiệu cho các anh em mà chưa chơi ở trong meta mới để anh em biết được là cái bộ này nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Đấy, thì tôi sẽ là test luôn trong một cái video luôn để anh em chứng kiến cái sức mạnh thực sự của bộ Warrior nó mạnh này cỡ như nào. Đánh nó cực kỳ phê luôn. Đây là một cái bộ nhá mà nó không phải là cái bộ mà đánh late game đâu. Đấy, mà cũng không phải cái bộ mà nó đánh giữa game đâu. Mà nó là cái bộ mà đánh từ đầu đến cuối đấy anh em. Tức là nó khỏe đến cái mức độ mà bây giờ cái bộ Warrior nó có thể khỏe từ đầu đến cuối luôn. Đấy. Nó thế cơ anh em ạ. Đây rồi, 6 Warrior rồi này. Đấy, cho 6 Warrior vào thôi. Đủ bộ là cho vào thôi. Nhét đúng 6 con Warrior vào. Ở level 6 là đủ rồi. Đấy, và nó cũng tương đối là mạnh. Lên level 7 chúng ta có thể kẹp cá hoặc là kẹp thêm Glacier tùy vào trận đấu. Nhưng mà trận này tôi khả năng là tôi sẽ kẹp cá. Do đối thủ có những cái đơn vị đây rồi, chưa kịp nói. Đây có những cái đơn vị mà nó tung trưởng ấy. Tôi kẹp cá vào cho an toàn. Nhưng mà chắc là ra ngoài thua mất rồi. Chưa kịp là lên 7 thì gặp hơi sớm. Với tôi soi thằng này rồi, tôi định kẹp cá rồi nhưng mà phải lên 7 mới kẹp được. Hai đỏ này. Ok. Trong trường hợp mà mất chuối thì khả năng là sẽ không cần up 7. Cái bộ này nó có một cái nó gọi là cái gì nhỉ? Có lộ trình ấy là không cần biết là anh em chơi từ cái round 1 đến round 20 như nào. Nhưng mà round 21 ấy là anh em sẽ phải lên được 9 ở round 21. Đấy. Thì cái bộ này bây giờ nó là một cái bộ rất mạnh. Anh em có thể nếu mà anh em
không chơi được chuỗi thắng hay anh em không đánh giữ máu bổ củi được, anh em có thể eco trắng luôn cũng được. Anh em eco xong rồi anh em đến cái round 21 ấy, anh em lên được 9, anh em bỏ đúng 9 con warrior vào. Nó quá dễ luôn. 9 warrior thực sự rất dễ tìm, bởi vì là cái trò này ấy, nó có tận 15 con warrior. 15 con anh em ạ. Trời ơi, nên là cái việc mà tìm ra được 9 con trong số 15 con đấy ấy, nó quá là dễ luôn. Mà cái kiểu mà nhiều warrior nhá, thì nó nhiều đến cái cỡ như thế mà, thì người ta chơi chung với mình ấy, người ta tranh bài của mình thì vẫn thoải mái luôn anh em ạ, quá thoải mái. Vì nó nhiều quân mà. Đấy là cái miếng bánh này thì nó dùng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể chơi được. Nó dễ là một, nó nhiều là thứ hai. Meta này là bắp cái bộ này, không biết là có phải là bán skin không, nhưng mà trông có vẻ hơi lố rồi đấy. Cái bộ này nhá, nó có một cái hay, tí nữa để tôi xem ra là có nhà nào chơi mết không. Bởi vì tôi chơi có trận là tôi chơi, tôi gặp mết rồi đấy. Tôi test rồi mà, tôi test được warrior rất nhiều trận rồi. Tôi gặp mết, mết nó thổi qua phát, con ví dụ con già nó bắn trưởng qua cái bọn warrior này, nó tự chết anh em ạ. Nó lăn ra nó chết luôn. Con Thunder, con Thunder 3 sao, con Thunder 3 sao ở trong bộ 9 mết, nó xoay quạt nó phát tự ngửa luôn. Dã man. Anh em chắc là anh em chưa chứng kiến cái quả đấy, nhưng mà tôi chứng kiến rồi anh em ạ. Thực sự bây giờ cái phản của Wario nó kinh khủng thật sự, quá kinh khủng luôn. Đây rồi, nạn sói này. Được đấy. Lấy cái lá chắn hay là cái búa nhỉ? Lá chắn có vẻ ngon. Chứ warrior thường sẽ lấy những cái đồ thủ nhiều. Cái này ngon, nhưng mà cái ngon nhất ấy nó là cái giáp xoay anh em ạ. Cái giáp xoay ngon hơn cái này. Cái này thực ra là tí nữa nó có thể thay bằng cái khiên. Thằng này có phải là chơi warrior không? Có vẻ là cũng là chơi warrior đấy. Vì tôi không có chuỗi nên là đấy, anh em thấy là tôi đánh giữ máu thì tôi cứ để 6 con thế này thôi. Mà đánh nó cũng khá là giữ máu ấy chứ, đúng không? Đấy. Thực ra là nếu mà form ở level 6 là chuẩn warrior rồi anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đánh ở level 6 này thôi là giữ được máu thôi. Xong cứ giữ tiền, bao giờ lên 7 50 tiền thì chúng ta lên 7 dần. Lên 7 dần thì chắc là khoảng ra 16, 17 là chúng ta lên 7 rồi. Sau đó cứ đánh ở 7 thôi, kẹp 2 cá hoặc là kẹp Glacier vào. Chúng ta sẽ có một cái bộ mà nó có khá nhiều Selagi kích hoạt ở 7 đấy. Nó gồm có là 6 Warrior là chắc chắn rồi này. Sau đó là 2 cá này, kẹp với cả 2 đỏ, kẹp với 2 bit nữa. Đấy, còn nếu mà không thì nó sẽ là kẹp với 2 Glacier. Đấy. Ê, to ấy, búa xét à, căng. Búa xét giật xét liên tục ạ. Vãi thật. Nhưng mà anh em thấy không, là cái bộ warrior này thực sự nó rất khỏe. Nếu mà có thua thì thua luôn đi nhá, đừng để nó đẻ. Ơ kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấm nó, đấm nó, đấm nó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấm nó, đấm nó, đấm nó, đấm nó. Ơ, nó vừa linh, vừa đài. Ơ kìa, vừa vẫn là thua ngược này. Ơ rồi, nó lại coi đây rồi. Ui giời ơi, chán thế, nó không thắng được. Ui, quay ra đấm luôn ạ, được quá nhờ. Thế thôi, solo 3 con này được không? Tôi nghĩ là được thôi, 35 giáp anh em ạ. 35 giáp, còn 600 máu cơ. Càng ông, mỗi lần nó đánh tôi được có chục máu. Ơ, hoa, chán đời. Nhưng mà bây giờ thì là thực sự là mạnh rồi này. Ok. Đấy, Swordman lên được 2 sao thì ấm luôn. Swordman lên được 2 sao là chúng ta có thể dồn đồ cho con Swordman này cũng được. Được đấy. Ok. Pick thêm cái con Good Kid này.
Cứ có 9 Warrior thì phang thôi. Đơn giản. Ôi thôi chết rồi, gặp thằng này có thua không nhỉ? Bây giờ cứng hơn một chút rồi, nhưng mà tôi nghĩ vẫn sẽ thua. Này to nhỉ? To nhỉ, chết hết rồi. Chưa kẹp cá thì vẫn thua thôi anh em ạ. Phải kẹp cá nữa vào mới ăn được thằng này. Trong cái khoảng thời gian nó bắn trưởng thì chúng ta chịu được. Giết được con nữa không? Được, được, được. Một con nữa. Một con nữa, một con nữa. Rồi, thế thôi là được. Ok, ok, một con nữa thì tốt. Không được. Greater này tí nữa chập vào mắt. Cứ lên 9 rồi biết thằng là mạnh. Bây giờ chưa lên 9 thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Bộ này chỉ cần đánh ở level 9 thôi. Trận nào mà có mết thì kẹp cá vào, đánh ở level 10. Trước khi kẹp cá thì lấy cái quạt cầu vào sau. Đơn giản lắm anh em ạ. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Mất lão. Hai đằng kia chuối căng ấy. Đấy à, tôi không có chuối nhá. Trận này không hề xanh nhá anh em nhá. Rồi. Không có chuối luôn. Để xem các bạn nào. Thằng này phải là gót du không? Gót du à? Gót du này. Gót du lóc à? Ui dồi ôi, cái bộ gót lóc yếu xuống đáy của xã hội rồi vẫn có người chơi ạ. Thề. Đấy, tôi đánh ở level 6 rồi, giữ tiền lên được 50 tiền rồi. Ui dồi ôi, quá ngon luôn. Thế thì nó lại mạnh anh em ạ. Được đấy. Cho hai con này vào kiếm tiền. À đấy, tôi quên, tôi chưa có chia sẻ với anh em cái vụ này. Trước update ấy, thì chúng ta có bàn với nhau đúng không? Trong một cái video clip về cái con Soulbreaker. Đó là cái con mà khi mà chúng ta giết được người thì chúng ta có tiền. Đấy. Nhưng mà lúc đầu ấy, đấy, thì tôi cứ nghĩ là thế nào là cứ giết người là có tiền. Cứ chỉ cần giết quái được là có tiền, hoặc là giết người, giết cờ của đối thủ là có tiền. Nhưng mà ai ngờ đâu, đúng, giết là có tiền, nhưng mà chỉ có tiền được đúng một lần thôi anh em ạ. Giết được đúng một lần thôi. Thế nên là cái con mà anh em sử dụng mà nó giết được người rồi ấy, thì nó sẽ không có kiếm được thêm tiền nếu mà nó tiếp tục giết người anh em nhá. Rồi, tôi sẽ lấy cái chén thánh là ok. Warrior này thì nó thiếu hồi máu anh em ạ. Chúng ta có cái chén thánh là cũng rất là ok đấy. Đấy, đánh vào level 6 luôn. Từ tốn lên 7 luôn mà. Đấy, thế này đã quá mạnh rồi đấy anh em ạ. Thực sự là nó đã đủ đồ để chơi rồi. Tầm này là tôi nghĩ là chuẩn bị đánh chuyện thắng rồi đấy. Không sai đâu. Với kinh nghiệm của tôi sờ pha mấy bộ này để test meta thì cái tầm này như này là bắt đầu đánh chuỗi thắng, gặp nhà nào là nhà đấy chết với tôi. Mạnh rồi anh em ạ. Chỉ cần có con Swordman với cả cái con Sandbow Exit ấy, nó lên được 2 sao ấy, là nó có đam. À, có mèo à? Đúng rồi, ăn được không? Vào đây. Đủ đồ rồi anh em à, đủ để chơi rồi, xin nhá. Cắt chuỗi luôn mà anh em. Đánh ở level 6 á. Có ai căng thẳng? Rồi, và chúng ta có lại lên được 7. À từ từ nhá, lên 7 hay lên 8 luôn nhỉ? Gọi lên 8 luôn không? Lên 8 là kiếm mỗi round được 2 quyển sách á. Thì chúng ta sẽ tăng tốc độ lên 9 hơn. Tiết kiệm tiền kiểu này không ngon bằng cái việc là chúng ta up 8 kiếm human đâu anh em. À, tôi nghĩ là tôi sẽ dí lên 8. Đúng không? Dí lên 8 ra này là nếu mà chúng ta cứ chiến thắng là chúng ta sẽ 21 là lên 9 là đủ đấy, đủ tiền luôn. Thế này. Quá ngon rồi.
Anh em thấy không? Đánh nhá, nó không hề có chuỗi đầu game nhá. Và tiền cũng không thoải mái nhá, tiền cũng không quá nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ nó mạnh rồi đấy. Bắt đầu bây giờ là bắt đầu có tiền rồi đấy anh em ạ. Bắt đầu có tiền rồi đấy. Human nó sẽ giúp tôi coi như là gia tăng cái số lượng tiền để chúng ta bù đắp lại những cái gì mà chúng ta đã mất. Cái việc ở giữa game là chúng ta không có eco, chúng ta không đánh chuyện thắng. Quá ngon. Đủ 9 con luôn rồi này. Anh em thấy dễ không? Đủ 9 con luôn rồi. Bây giờ chỉ là khi nào tôi lên 9 thôi. Như kiểu lao sau là tôi lên 9 được rồi đấy. Round 19 ấy, nhưng mà tôi không lên. Đấy. Tôi quyết định là để sau round 21. Đến round 21 rồi lên. Đúng lộ trình thôi anh em ạ. Máu còn nhiều mà, việc gì phải vội đâu. Bây giờ để này, mỗi round thắng là chúng ta có thêm 2 tiền. Đấy, trận này có vẻ như là không có ai chơi Warrior. Và như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là vô địch ở đây anh em ạ. Đấy, không có ai chơi Warrior là vô địch ở đây. Đấy, Exit này. Thoải mái đi bạn ơi. Trời ơi. Mấy cái bộ này bây giờ Ameta rồi. Không ăn thua anh em ơi. Không ăn thua đâu. Không ăn thua đâu. Rồi sao? Exit của chúng tôi. Exit đánh mãi rồi chết một con. Ok. Thằng này Hyper Drone à. Úi dồi ôi. Thế thì quá ngon. Hay quá nhờ. Trên này Feather này, 9 Sin Fake này, Greater. Anh em thấy là những cái lineup mà nó đã rất lâu rồi không ai chơi thì bây giờ nó đã được chơi lại rồi. Lý do là bởi vì bộ Witcher bây giờ nó đã xuống hộ. Đấy, nó đã đóng hòm nên là rất nhiều lineup mới meta trước không chơi được thì bây giờ đã chơi lại. Kể cả là cái bộ Clyde ấy. Bộ Clyde bây giờ cũng khỏe rồi đấy anh em ạ. Anh em thử chưa? Nhưng mà cái Clyde nó có một cái là nếu mà gặp Guardian thì là nói chung là thôi anh em ạ. Nó vẫn là bị một cái là nếu mà không có cái bộ Guardian này ngắn đường thì Clyde vẫn chơi được, nhưng mà nó lại có Guardian. Nên là Clyde nó lại yếu. Thế nên chắc là phải đợi meta sau nữa rồi. Clyde nói chung là vẫn chưa ra khỏi hang được. Vẫn ở trong hang thôi. Ơ rồi thua này. Vãi đái này, chơi Bitfake ạ. Bit thì nói chung là cái tầm này thì bắt là tôi thôi. Chứ còn tí nữa cái tôi đủ 9 con ấy thì chấp cả nồi là nó luôn. Cáo chọc vào tự ngửa thôi anh em ạ. Chơi Bitfake ạ, 6 Bitfake ạ. Ừ, vãi đái thật. Ok. Lốt cái đao này. Kiếm sách cái đao này. Đao sau là chúng ta có thể lên được 9 rồi. Cái sức mạnh của cái bộ này nó không thay đổi ở 6 con nha anh em nhá. Nó chỉ mạnh lên ở cái mức 9 con thôi. 9 con là có cái phản ấy thì nó sẽ mạnh hơn. Nên là bắt buộc phải lên 9 thì mới thấy được cái sức mạnh thật sự của bộ này. Tuy nhiên là trước khi lên 9 thì cái bộ này nó vẫn ok. Đấy. Rồi, lên 9 thôi anh em nhá. Ok, lên 9 rồi. Đấy. Bây giờ thì mạnh lắm ở đây anh em ạ. Ui, hai cái chiến thánh à? Không, 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 không. Không cần nhá, một cái thôi.
Đấy, nếu mà ra hai cái chén thánh thì chỉ có random thôi. Cái rau này thì cũng không có món đồ gì ngon cả. Dìu pha lê này cũng không ngon lắm. Thôi được rồi. Đấy, đây nó mới là chuẩn này. Quá tuyệt vời. Ok anh em nha, ngon rồi đấy. Cái con Ghost Kit thì thôi, chúng ta bỏ đi nó. Warrior này nó rất nhiều con Warrior nên là không cần con đấy nữa. Đủ bộ rồi. Đây nha anh em nhá, 6 Warlock. 6 Warlock này. Xoay tự phản tự chết này. Ôi trời ơi, anh em nhìn cái con Rua xoay không? Bộ Warrior này bây giờ nó phản cả bắn trưởng đấy anh em ạ. À. Ngộ không, được. Con này lên 10 cho vào. Đấy, ở level 9 nó đủ bộ nhưng mà lên 10 chúng ta có thể kẹp một con 5 đô nữa. Nó có thể là ngộ không, nó có thể là kiếm hồn. Rất nhiều con có thể chơi được. Tướng 5 đô thì nhiều con khỏe lắm. Ở bộ này kẹp cứ cái con nào mà lì đòn ấy, trâu một tí đánh rất thích. Kể cả là con Sailing Assassin nhá, chính ra Sailing Assassin kẹp vào bộ này cũng ngon. Con này nó khó chết cực kỳ luôn. Nó có giáp, nó còn bật cả khiên lên nữa. Rất trâu. Thôi bây giờ nói chung là ngồi im để mà lên 10 thôi anh em ạ. Không phải làm gì hết. Giờ khỏe lắm rồi. Tầm này chắc là 26 hoặc là 29 lên 10 thôi. Đấy, bây giờ là gặp Assassin với Beat vô tư luôn rồi. Feather hay là Greater không phải đối thủ. Feather thì có thể là thua một chút thôi. Và tôi nghĩ là không thua đâu. 9 Warrior này chấp tất đây rồi. Chắc là chỉ thua Feather khi mà nó ra được Squire 2 sao thôi anh em ạ. 9 Feather Squire 2 sao thì hơi ngán một tí. Vì nó có trừ giáp. Ok. Khỏe thật sự. Anh em nhìn em, cái lượng máu ấy. Anh em cứ để cái lượng máu của con Swordman ấy. Nó trâu. Đánh có mất tí máu rồi đâu. Và vì cái trận này một mình tôi chơi Warrior nên là tôi sẽ lui 3 sao luôn anh em nhé. Có ai chơi đâu, một mình chơi mà. God Warlock Zu ạ. God Warlock Zu xoay. Cái thằng Aegis Seed roll hết tiền ở level 7 ra con cung đen 3 sao rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không ăn thua. Rồi, Greater đây, gặp lại đây. À, cậu đánh hộ cái. Cậu giết hộ tờ cái. Trời ơi, anh em nhìn kìa. Đánh vào tự chết luôn. Chồng. Bây giờ không ngán cái bọn này nữa rồi. Thoải mái. Ui rồi ôi, đủ bộ luôn. Hay quá. Bài chuẩn rồi đấy. 2 Glacier, 9 Warrior. Bao giờ con sói lên được 2 sao? Sau tôi lên 10 thì tôi bỏ con Tutka ra. Xong tôi trò con ách vào nhá. Chúng ta có 2 đỏ nữa. 2 đỏ, 2 bit, 6 Warrior, à 9 Warrior, 2 Glacier. Đấy, mắc tối thượng. Còn nếu mà trận nào mà có cái con tướng 5 tiền ấy, cái con tướng 5 tiền tộc bit ấy ở trong cái bộ Warrior này thì nó còn là 4 bit nữa cơ anh em ạ. Ui giời, lúc đấy thì đam cực to luôn. Giáp trâu đam to phản mạnh. Bây giờ như này nó đã chưa mắc binh mà nó đã mạnh đến cỡ như này rồi. Không biết 4 bit thì nó mạnh đến cỡ như nào nữa. Lại còn có cả ngộ không nữa chứ. Thôi, chuyện nào mà có con tướng, hai con tướng ở tộc bit ấy, 5 tiền là con ngộ không với cả con bit ấy, thì rõ ràng là bộ này là cái bộ mà lên chơi.
thậm chí là không có thì cũng lên chơi. Bây giờ meta mới bộ này mạnh nhất rồi còn gì nữa. Anh em thấy không, tôi chơi bây giờ tôi thậm chí là bây giờ chuẩn bị có chuôi đấy, chuẩn bị có đấy, mạnh lắm rồi. Sớm muộn gì cũng có chuỗi thôi. Lên được 10 cho Ngộ Không vào. Tầm này rao sau tôi bắt đầu có cái món đồ cam đầu tiên. Nếu mà đồ không ngon, còn nếu mà đồ ngon thì chúng ta lại giữ lại một lúc nữa. Chúng ta sẽ đổi sao. Đấy. Đồ ngon thì chúng ta sẽ giữ lại. Còn đồ mà không ra cái gì ngon thì khả năng là tôi sẽ đổi đồ cam luôn. Round 25 là lên lấy cái đồ cam. Hai tia cho Lancer. Ok, cũng được. Một đồ tăng tốc đánh tăng đam. Thế thì thôi lại từ từ vậy. Chúng ta có một cái món đồ ngon thì thôi. Rồi. Với cái trận đấu này, nó là Bắc Binh rồi đấy. Chỉ là lên 2 sao thôi. Ngộ Không lên 2 sao này, rồi Lancer lên 2 sao. Rồi, cái đội hình này là form là chuẩn rồi. Bây giờ Ngộ Không với cả Lancer lên 2 sao nữa là chúng ta tối thượng. Không mạnh hơn được nữa rồi. Đấy, còn bây giờ thậm chí là như này là đã coi như là ăn gần như là hết tất cả rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy là cái trận đấu này có rất nhiều những cái line up khác nhau, rất là đa dạng, nhưng mà đều gặp tôi đều thua hết, đi hết anh em ạ. Đây, Egosid đây, Ron này con cung đen 3 sao, cũng có đồ trấn phái gương ghiếc các kiểu các thứ. Nhưng mà để làm gì đâu, rồi cũng sẽ phải đi thôi. Đi rồi. Phải quá anh em ạ. Đấy, có chuối rồi này. Quá tuyệt vời. Đổi xem nào, sao đổi được đồ cam mày đổi luôn. Ok. Ui rồi ôi, thôi xong rồi. Thế là xong rồi đấy. Xong rồi. Ố. À, có người chào tôi này. Xong rồi. Khi tôi phát sáng là đã có người chào tôi. À, xong rồi anh em ạ. Đồ này nó lại quá trần luôn rồi. Rồi, beat lại đây. Trời ơi, beat rồi, con cáo còn chưa lên 2 thì đỡ làm sao của tôi. Thôi đi rồi. Beat là đi rồi. kẹp Warlock, kẹp Battleman các thứ vào. Đánh ở level 10 mà vẫn phải đi thôi. Ok. Đấy. Chúng ta mạnh, chúng ta có quyền. Đổi luôn cái cung rồi đi. Ok. Ngộ Không rất trâu luôn. Rất nhiều giáp con Ngộ Không à. Mà con Ngộ Không này nó phải chết thì cái đội hình này nó mới yếu. Ngộ Không mà không chết thì riêng cái giáp thép thôi là đã tăng sức mạnh của đội hình này lên gấp đôi rồi. Giáp cực nhiều luôn. À không phải giáp thép mà giáp xương. Thằng Greater đã phải chuyển bài sang Warlock anh em ạ. Greater chuyển sang God Warlock à. Không trụ nổi rồi. Nhưng mà anh em ơi, cái bộ này nó đâu có sợ Warlock đâu. Warrior sợ Warlock nó là cái chuyện mà xưa sửa từ xưa. Lâu lắm rồi. Nó đã đi vào lịch sử rồi anh em ạ. Bây giờ thì ôi dồi ôi. Greater không ăn được, Warlock cũng không ăn được. Cái gì mới ăn được? Witcher à?
Bây giờ thằng nào dám chơi Witcher? Thằng nào dám chơi Witcher với ta này? Witcher nhá, nếu mà chơi Witcher thì sẽ bị tất cả mọi nhà đấm luôn. Đấy. Ăn được mỗi Warrior nhưng mà bị tất cả đấm. Có dám chơi không? Nhưng mà Witcher chơi vào gặp nhà nào chết nhà đấy luôn. Nhất là sợ nhất là gì? Shaman này, xong rồi 9 Fjallraven này, xong rồi Hunter này. Ui trời ơi, Aegis sợ lắm anh em ạ. Nhà nào cũng sợ luôn. Đấm được mỗi nhà Warrior với nhà Clay thôi. Clay chưa chắc đã đấm được nhá. Clay bây giờ nó có khi nó ăn được Witcher đấy anh em ạ. Nói chung là video này lên ấy thì một là giới thiệu cho các anh em mà có thể là lâu rồi chưa chơi đấy, vào xem đội hình nào mạnh thì anh em chơi. Đấy, hôm nay tôi giới thiệu cái đội hình mạnh nhất beta anh em nhá, rất dễ chơi luôn. Anh em có thể vào anh em thử đây. Chứ còn tôi thấy cái bộ này bất lực lắm. Đấy, cái thứ nhất là như thế, cái thứ hai là gì? Là các anh em biết rồi ấy. Thì các anh em hãy mạnh dạn anh em chia sẻ dưới phần comment để xem là chúng ta sẽ có những cái cách counter vào cái bộ này nhá. Xem là có cách gì counter mà anh em cũng có thể chia sẻ vào để chúng ta cùng bàn luận với nhau. Đấy, chúng ta tìm ra cách counter bộ này. Chứ tôi thấy mấy cái pro spam thì sợ là khó counter lắm. Pro spam cái bộ này sẽ liên tục spam bộ này thì không biết là counter kiểu gì. Rất khó chơi luôn. Bây giờ tôi thậm chí nhắc anh em, tôi phải nói thật với anh em là đây là cái bộ đội hình mà nó là mất lão luôn ấy. Tức là tôi không phải làm gì cả. Tôi chỉ việc là đến đúng ra tôi lấy đồ cho nó thôi. Anh em thấy không? Đấy, tôi lấy đồ, ví dụ Ngộ Không thì tôi lấy cái chém lan. Đó, có thế thôi. Tức là gần như là tôi không phải làm gì cả. Tôi xếp đội hình, tôi để nguyên đội hình như thế này luôn. Một cái đội hình mà nó phải nói là thực sự nó mất lão đến cái việc là lối chơi mất lão nhá. Nó dễ chơi này, mất lão việc xếp đội hình mất lão luôn. Nó không còn có cái gì có thể dễ hơn ấy. Đấy, chơi Witcher ngày trước nhá, anh em bảo mất lão, ít ra thì nó còn có những cái pha xếp bài để câu trộm đối thủ này, hay là xếp bài để blink sang bên này, blink sang bên kia này, hay là lé ganh các kiểu thứ, mà bộ này không. Bộ này cho mày ganh thoải mái luôn, nó cứ xếp này, mày thích làm gì làm. Đấy, thích làm gì làm. Tôi sẽ lùi thêm con Berserker lên 3 sao anh em nhé. Đội hình mạnh quá, chơi rất là thong thả luôn. Không phải làm cái gì cả anh em ạ. Rất là đơn giản. Nói mất lão là không sai. Đấy. Cứ 50 tiền roll thôi. Mà cái chuỗi này tôi nói luôn, chuỗi này không bao giờ mất luôn. Này, Warlock đúng không? Thằng này từ Glitter chuyển sang God Warlock để chơi đúng không? Này, anh em ơi, anh em nhìn này. Cái bộ God Warlock ấy, ôi rồi ôi anh em ơi, bây giờ nó khác rồi. God Warlock đánh vào phản nó chết luôn này. Ui rồi, tôi còn không cập cá cơ mà. Trời ơi, cái bộ God Warlock bây giờ không có cái cửa nào ăn được Warrior đâu. God Warlock bây giờ nó không như ngày xưa nữa. Nó đã khác xưa nhiều lắm rồi. Cái bộ đấy thì cái video clip này tôi cũng khuyên anh em chân thành một câu luôn. Đấy là anh em bỏ đi mà làm người, đừng có chơi. Quá ngon. Có một thằng Warlock với một thằng Fjallraven đúng không? Có con Squire 2 sao rồi. 9 Fjallraven, Squire 2 sao. Để trừ giáp à? Nhưng mà trừ trông có vẻ không ăn thua lắm anh em ạ. Nhìn kìa, nó bắn mãi vào cái con Kunkka của tôi. Chồng. Không ăn thua. Nói thẳng luôn là không ăn thua. Rồi xong rồi đấy. Xong rồi đấy bạn ạ. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy.
Ô thế làm nào nhỉ? Ngộ không còn chưa lên 2 đâu. Nesser chưa lên 2 đâu. Doom cũng chưa lên 2 đâu. Đây rồi, Nesser này. Thôi rồi, hết tiền luôn anh em nhá. Không bọn nó chết mất. Berserker 3. Đây rồi, quả trứng này từ từ nhá. Trứng này cho con gì thì phải roll hết tiền mới biết được. Lancer hay là ngũ không? Ok, vậy là ngũ không à? Đó. Rồi xong rồi đây anh em ạ. Tôi nghĩ là đau này đau cuối à. Thằng God Warlock sẽ đi trước. Thằng Feather câu nhiều thời gian hơn. Nhưng mà ra này Doom được vào cái Square rồi. Đấy, anh em thấy không? Warlock không có cửa nhá. Mà tôi chưa biết là Witcher Witcher có cửa không. Chứ Witcher mà bị Warrior đấm nhau thì úi rồi. Xong rồi, trò chơi kết thúc anh em ạ. Dã man, thề. Đội hình mạnh nhất meta anh em ạ. Và nó là cái đội hình dễ chơi nhất của trong cái con game này luôn ấy. Đội hình mà của Liu Bai. Đấy, của các anh em Liu Bai, nhưng mà không thể tin được là ngoài các anh em Liu Bai ra thì bây giờ cả các pro player cũng chọn cái bộ này để leo rank mất lão. Và không những leo rank mất lão mà cút tầm cũng chơi bộ này mất lão luôn. Dã man. Rồi ok anh em nhá, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lúc có thời gian này anh em có thể chọn hai clip ở cuối màn hình kết thúc anh em nhá. Đó là những cái dư âm về cái bộ Warlock mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại ở trong cái meta này nữa anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.